Có một số thông tin nói rằng dùng chữ gọi là thiếu ăn đối với đội tuyển bóng nữ Việt Nam, tôi cảm thấy rất là bức xúc. Nhưng không biết thông qua cuộc báo này thì ông có thể vui lòng xác nhận lại vấn đề ăn uống của đội tuyển nữ Việt Nam như thế nào? Có lẽ là thế này, cái từ thiếu ăn thì nó hơi nặng nề quá. Tôi xác định là như vậy. Hôm nay tôi nói chính thức ăn thì là tất nhiên là vẫn có, nhưng là ăn hơi ít thì đúng hơn, hơi ít thức ăn thì đúng hơn. Đáng nhẽ có khoảng 4 đến 5 món, nhưng đây chỉ có 2 món và 1 món canh. Đấy, tức là tôi hôm nay tôi sẽ nói thẳng, nói lại chính xác là ăn phí. Nhưng mà thế này, chúng tôi đã khắc phục. Đấy, và chúng tôi có trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng đã quyết định là cho được ăn thêm và nói với khách sạn tăng cường thêm thức ăn, chúng tôi giảm thiểu thêm. Thì hôm nay chúng tôi cũng đã có thịt bò, rồi là có cá hồi, đấy, ăn thêm vào. Thì hôm nay nói chung là thật tốt, tôi tự cải thiện thêm để mà bữa ăn nó cao lên. Mấy ngày đầu thì mình ăn không phải là thiếu, ăn hơi ít. Bây giờ mình có thêm thịt bò với cá hồi, nhưng với lại tận xong mình sẽ sắp tới nó phải lại chẳng hạn thì sẽ nào nữa. Nói thế thì cũng chưa phải là chuẩn xác, có thể thức ăn có, nhưng có thực tế như thế là chúng ta sẽ tốt lên. Đấy, tại vì cái năng lượng chúng ta sẽ nạp vào nhiều, chúng ta sẽ tốt lên, tôi nghĩ là như vậy. Đấy, và hai là cái tinh thần của vận động viên cũng sẽ tốt lên nữa. Tôi nghĩ là có thể cái trận đấu sẽ khác đi, chứ không phải là trận nào cũng đi trận nào được. Gà chiến binh. Vâng, tôi thấy thế này, cái khó khăn của bạn ấy thì như là khó khăn mình thôi. Tất nhiên là đây là lần thứ hai của Philippines người ta tổ chức, nhưng mà rõ ràng là kinh nghiệm còn chưa có. Đấy, thứ hai là còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, rồi các cái điều phối, tôi nói là cái điều phối nữa, nó chưa được ăn ý với nhau. Thí dụ này, chúng tôi đề nghị là cái giờ tập là như thế này, thì phải đi có xe trước như thế này, nhưng cuối cùng không có xe. Chúng tôi đành, tức là chúng tôi rất là nhanh nhận, chúng tôi chuyển hướng ngay là đề nghị xe rất là may là đoàn và cô Bích Hạnh ở liên đoàn đã đi thám tính những cái sân ở gần đây như thế nào, thì tôi chuyển đổi ngay, quyết định là tập sân gần. Chứ nếu mà chờ xe đi, tức là tôi đề nghị là 1:30 có xe, thì đến 2:30 có xe mới đến. Thế thì nếu 2:30 thì 3 giờ tập thì là thôi ra đến nơi thì hết rồi. Thì đi 1 tiếng thì đúng là hết rồi. Thế nên là tôi phải chuyển đổi lại. Tất nhiên chúng tôi hết sức thông cảm với ban tổ chức của các bạn thôi. Các bạn cũng là một ngang nhiều, rồi là cũng chưa hoàn thiện. Thế nhưng là phải tổ chức như này. Ở đây là một cái hết sức cố gắng của bạn. Chúng tôi hết sức thông cảm. Có một cổ động viên Việt Nam đến để cổ vũ cho đội và đã bao giờ đội tuyển nữ của mình thi đấu dưới một cái tình trạng ít cổ động viên như thế chưa? Và ngày hôm nay thì cá nhân tôi thấy có một điều rất là tiếc là các cầu thủ của mình muốn ra chào khán giả, cảm ơn khán giả mà không biết là chào và như thế nào. Ông có thể có một chút gì đấy chia sẻ? Anh Hải nói đúng rồi, cái tâm trạng chúng tôi cái này nó quen rồi. SEA Games lần trước tôi nhớ cũng trên khán đài chỉ có một người Việt Nam, hoặc là Việt Nam tâm của chúng tôi. Và đến trận này cũng như vậy. Thế nhưng mà thôi, chúng tôi gạt bỏ cái đấy sang một bên. Trên sân chúng tôi phải cố gắng quyết tâm hơn nữa. Và cái thực lực trong trận đấu là quan trọng. Tất nhiên nó có nhiều khán giả thì nó nhiều hứng phấn, động viên tinh thần vận viên hơn. Nhưng không còn cách nào khác. Vâng, thế chúng tôi phải quyết tâm hơn nữa trong cái trận đấu. Kéo khán giả đến đông hơn, đông hơn chúng tôi nhiều hơn. Và mục tiêu của mình vẫn là huy chương vàng. Và mục tiêu của chúng tôi vẫn cố gắng phấn đấu từng trận một và giành cái thành tích cần nhất. Tuyệt vời. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.